thêm vàng luôn. Kiếm 5k tạm được 5k tiếp 4k9 bị rối loạn rồi, rối loạn dạ. Úi trời, tiếp tục phòng hộ đi, một người phía ok đội hình mình khá là ổn đấy. Bùm 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 hết luôn. Dạ thật. Ta chiếm một tên, hai tên, trời căng, cũng độc của gì đấy, không công nhận. Hoang lửa, rồng xanh, thành phố EV tiếp theo ai thứ tư. Nên đi vào 22 rồi. Tiến tiếp. Một đội quân toàn rùa và là cá sấu. Rùa có trúng vào vai. Đấy, biết ngay mà. Đấy. Một tên đã chết. Hai tên đã chết. Cá sấu hợp mình, hợp vợ hoàng. Nuôi chuyên cảnh nhìn rất đẹp. Ngang tài ngang sức, ngang tài ngang sức. Ok, cái sau tiếp tục sau tiếp. Tiêu chiến luôn. Trời. Cá ngựa, anh cá ngựa. Anh cá ngựa. Ở
Bonuji. Sắp đến cuối rồi, ta chung là cuối. Cuối chiến luôn. Cuối chiến luôn. Một em, hai em, rồng xanh, ba em. Ô, hai con rồng 18 như là 18. Cộng hoàng nữa kết thúc liễu. Ok, 4.000 kẹo. 4.000 kẹo nâng cấp được bao nhiêu? Chiến tiếp. Toàn là cá với cây thôi. Mình có hai em, một em là rắn, một rắn đá, một em là rồng xanh. Đấy. Em phượng hoàng nữa. Em cáo trắng. Hai em kia là ai là ai là khi thì em bắt chuối yếu quá nhỉ, bắt em là mà yếu quá chết luôn. Ok, rồi trận này là 3/10 trận cuối cùng của thành phố New Delhi. Thành phố New Delhi và 19 rồi. Con hơi đắt này. Con hơi đắt. Cái đấy. Đây thấy chỗ đấy, đây 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 à. Ok, kết thúc thành phố đi đi, quay lại nhận nhận thưởng nha. Nhận quà tham hiệp. Ok, game 1 ấu ít dìm tên 2 được nhận nhận luôn. Mình nhớ xem mình còn bao nhiêu vé, 2.000 kim cương rồi. Mình có thể vào mua được. Ok, nhận ba con này, chúng mình nên nhận con này để tăng sao hay là tăng sinh này, sinh nhiệt hoạn, dùng như là SSR ra đốt, tăng tốc, tăng tê nhiệt. Ok. Bạn đâu?
nói gì.